Lễ vàng Golden Week ở Nhật Bản. Tuần lễ vàng hay còn gọi là Golden Week. Đây được xem là tuần nghỉ lễ quan trọng ở Nhật Bản với vô số các lễ hội và sự kiện diễn ra trong tháng 5. Tuần lễ vàng gồm 4 ngày lễ liên tiếp, kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, gồm có ngày 29 tháng 4, Showa no Hi, ngày Chiêu Hỏa, đây vốn là ngày sinh nhật của thiên hoàng Chiêu Hỏa Hirohito. Ngày 3 tháng 5, Kenpo Kinenbi, kỷ niệm hiến pháp, là ngày mà người dân Nhật Bản ăn mừng sự kiện hiến pháp Nhật Bản được thông qua năm 1947, ngày 4 tháng 5. Midori no Hi, ngày xanh, cũng tương tự như giờ trái đất ở Mỹ. Vào ngày này, người dân Nhật Bản tôn vinh việc bảo vệ môi trường sống và vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngày 5 tháng 5, Kodomo no Hi, Tết Đoan Ngọ, là lễ cầu chúc cho sự trưởng thành của các bé trai. Từ năm 1948, ngày này được đặt tên thành ngày trẻ em coi như là một ngày nghỉ lễ của quốc gia. Tại gia đình có các bé trai sẽ trang trí cờ cá chép khởi nguồn từ tượng hình con cá chép biểu tượng sự trưởng thành và khỏe mạnh. Tuần lễ vàng là khoảng thời gian người dân được nghỉ ngơi và tham dự các hoạt động hoặc sự kiện linh đình. Họ có thể đặt tour đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng, tham gia các chương trình hoặc lễ hội trong dịp này. Thông thường, người dân sẽ được nghỉ từ 29/4 đến tuần đầu tiên của tháng 5.